Phật Pháp ứng dụng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì trước khi đi vào cái buổi học hôm nay thì thầy cũng có ít lời để cũng nhắc nhở với toàn thể các vị. Thì hôm nay chúng ta làm sám hối và ít hôm nữa là chúng ta đã bước vào cái ngày quan trọng nhất đối với người con Phật chúng ta là ngày gì? Tất cả ở đây chúng ta đều phải biết điều này. Không biết là một điều thất vọng đối với tôi não nề luôn á. Rất may là các vị ai cũng hiểu được điều này. Và đối với tuần lễ Phật Đản năm nay, tức là Phật giáo chúng ta là tuần lễ Phật Đản bắt đầu từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm tháng 4 âm lịch. Và tại vì cái này nó khởi điểm là có hai học thuyết. Đối với quan niệm của Phật giáo Bắc truyền hay là Đại thừa thì người ta sử dụng lấy cái ngày mùng 8 tháng 4 là cái ngày đản sinh của Đức Phật. Nhưng mà Nam truyền Phật giáo thì người ta sử dụng cái ngày tam hợp, tức là ngày đản sanh, ngày thành đạo và ngày niết bàn của Đức Phật, người ta đều lấy rằm, ngay ngày rằm. Vì vậy cho nên là có những cái khác biệt nhau về điều này. Cho nên chúng ta lấy từ mùng 8 đến rằm, chúng ta lấy luôn thành cái tuần lễ Phật đản. Và vì vậy thầy xin khuyến khích tất cả các cái gia đình Phật tử chúng ta là nên thiết lập lễ đài, hoặc là treo cờ, hoặc là lồng đèn, hoặc là băng rôn kính mừng Phật đản. Thì nói chung là tùy hoàn cảnh khả năng, hoặc là chúng ta làm cái bàn Đức Phật đản sanh ở tại gia đình chúng ta. Thì ở đây ban tổ chức cũng có một cái chương trình là các vị nào thiết lập lễ đài rồi chúng ta chụp hình lễ đài tại tư gia chúng ta, chúng ta sẽ gửi về qua cái email của Yahoo hay là của website hay là hoặc đến địa chỉ tu viện Tường Vân. Và tất cả những hình này được đăng tải lên là vào trong mùa Phật Đản. Và những cái hình này được ban tổ chức và những cái người khán thính giả đó, người ta bình chọn. Nếu hình nào mà được mọi người bình chọn cao nhất sẽ trúng giải, và chia ra làm 3 giải, nhất, nhì, ba. Mới đầu thì tôi dự định là tôi đi chấm điểm, tức là khuyến khích ai đăng ký tham gia thiết lập lễ đài, rồi tôi sẽ đi đến đó chấm điểm để tổng kết, để rồi chúng ta sẽ trao giải. Nhưng mà tôi nghĩ cái việc đó không thể khả thi.
Lỡ Nha Trang làm lễ đài cái tối 14 cũng bắt tôi bay ra tới ngoài thì chấm điểm mới chết tôi. Thành ra đó thì cái này là không thực hiện được, là tại vì thấy không thể. Cho nên cuối cùng chỉ có là các vị tự làm, rồi các vị sẽ chụp hình lễ đài tại tư gia, rồi chúng ta sẽ gửi qua hình cho ban tổ chức. Thì nói chung để cái làm cho sinh khí của mùa Phật đản. Bên cạnh đó có cuộc thi về thiết kế cái thiệp Phật đản. Thì sau này chúng ta nếu kịp thì sau này những mùa Phật đản tới, chúng ta sẽ có những cái thiệp để mà gửi chúc tụng nhau trong mùa Phật đản bằng những cái kiểu mẫu mà ban văn hóa của thành hội đang thực hiện. Thì bây giờ chúng ta có những cái mẫu để trang trí cái tuần lễ Phật đản chúng ta, là có thể chúng ta dùng một cái cờ Phật giáo, chúng ta dùng cái băng rôn, chúng ta để kính mừng Phật đản. Nhưng mà nên nhớ là chúng ta được quyền treo cờ, đó là chuyện bình thường, được nhà nước công nhận cờ Phật giáo của chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta đừng có làm ảnh hưởng đến giao thông hay là đường xá công cộng. Nếu chúng ta muốn làm công cộng thì cái điều đó phải được sự đồng thuận của những người chung xóm chúng ta, những gia đình Phật tử liền kề đó. Chúng ta sẽ làm những cái gì đó thành những cái dãy dãy như ở thành phố vậy đó, có những con hẻm, những dãy nhà, người ta sẽ thiết kế đồng hết tất cả các dãy, người ta treo cờ, treo băng rôn luôn, là cái đó là tại cả một xóm đồng thuận. Còn bây giờ chúng ta chỉ treo cá nhân thì có thể là lồng đèn, chúng ta có những cái lồng đèn Phật đản nè, rồi chúng ta có những cái mà cái lễ đài mà dạng sau này ta thiết kế bằng giấy đó, thì khi các vị xếp lại là nó một cái tờ giấy mặt phẳng như thế này, nhưng mà các vị mở ra thì những cái tờ giấy người ta cắt như thế nào đó, người ta dựng thành một cái giường lâm tỳ ni. Các vị sẽ thấy giường lâm tỳ ni có chư thiên, có cây vô ưu, có hoàng hậu ma gia, có thái tử, có tất cả những sự kiện một cách tổng hợp trong cái hình đó. Thì có thể nhỏ thì chừng 3 tấc vuông như thế này, còn nếu có những giường lâm tỳ ni lớn hơn thì khoảng 6-7 tấc vuông, tức là tùy cái mức độ nhu cầu chúng ta. Bên cạnh đó có những cái tấm mà in theo dạng pano office á, thì giường lâm tỳ ni người ta sẽ in thành một cái bảng như thế này. Các vị cũng có thể treo cái bảng đó để trở thành cái hình ảnh mà để gọi gợi ý cho mùa Phật đản trong tại tư gia. Ít nhất gia đình chúng ta cũng phải có một cái lồng đèn Phật đản hay là cái gì đó trong mùa Phật đản, thì chúng ta cảm thấy cái sinh khí Phật đản mà mới đúng là cái tâm hồn của người con Phật. Cho nên tôi cảm thấy rằng là cái mùa Phật đản mà cái ý thức của người Phật tử chúng ta chưa cao, tôi không biết lý do gì đó, nhưng mà có thể là để tạo điều kiện cho các vị có cái phương tiện để trang trí lễ đài hoặc là thiết kế vào cái mùa Phật đản nó bị giới hạn. Chứ nhưng mà riêng tôi thì tôi khuyến khích vào phòng phát hành tại tu viện Tường Vân sẽ tạo điều kiện cho các vị tốt nhất bằng cái là lồng đèn nè, hay là những cái giường lâm tỳ ni bằng giấy thu nhỏ, hay là hoặc cái tượng Phật đản, hay là một vài cái kiểu mà băng rôn áp phít á, có hình lễ Phật đản đó, hay là những lá cờ Phật giáo, sẽ tạo điều kiện cho các vị để các vị có thể là mua một cái giá thành gọi là rẻ nhất nè, để chúng ta có thể sử dụng ở trong các cái nơi mà Phật tử chúng ta cần. Vì vậy tôi muốn một mùa Phật đản thật sự là trang nghiêm và đúng nghĩa của nó, tạo nên cái sinh khí Phật đản. Và đồng thời mùa Phật đản năm nay nó là chúng ta cũng có một cái buổi diễu hành xe hoa tiếp tục vào tối rằm. Thì đêm đó thì cờ đồ mọi thứ thì ban tổ chức sẽ phát tặng cho các vị miễn phí. Và chúng ta chỉ cần trang trí và đăng ký xe và để ban tổ chức sắp xếp lộ trình cho chúng ta. Ví dụ năm rồi chúng ta thất bại chỗ là chúng ta không có nắm lộ trình trong tay. Vì vậy có những khi chúng ta bị ngắt bởi cái giao lộ thì chúng ta không biết đường đi tiếp tục. Cho nên năm nay thì tất cả ban tổ chức sắp xếp một cách tốt nhất để gửi lộ trình cho tất cả các vị. Các vị đăng ký với ban tổ chức để văn phòng sẽ phát cái lộ trình đi ở đâu, ngõ nào. Cho nên nhiều khi chúng ta có cái bị cắt đứt khúc nào đó thì chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta gặp lại, để chúng ta đi chung trong một đoàn cho được trang nghiêm. Năm rồi thì rút là đi đầu voi tới chừng về tới chùa đu chuột. Lúc khởi điểm hoành tráng quá trời, mấy trăm xe, cuối cùng về tới nhà chỉ có một số xe hộ tống, giống như nhóm tàn quân của Tào Tháo mà theo Tào Tháo.
Thành ra như vậy đó là do các vị đi tới các giao lộ á, tại vì không phải giao lộ nào người ta cũng nhường đường cho mình hết. Vì vậy cho nên có những khi người ta cắt quãng thì chúng ta lại bị đứt những cái đoạn mà chúng ta nối kết. Cho nên năm nay thì chúng ta sẽ có tổ chức tốt hơn. Tôi muốn rằng cái mùa Phật đản chúng ta tổ chức thật tốt và thật sự với thông tư của giáo hội, các ban ngành, nhất là đối với chính quyền sẵn sàng ủng hộ cho chúng ta trong việc thiết trí lễ đài treo cờ Phật đản một cách hợp lệ ở tại tư gia của chúng ta. Các vị đừng ngại với tất cả những điều đó, bởi vì điều này là trong cái hiến chương của giáo hội đã có rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta treo cờ ở tất cả mọi thứ. Có một số địa phương mà có những cái vị mà ở khu vực bên cán bộ khu vực đồ, có thể nhiều khi người ta chưa nắm được, có những cái mà người ta có vấn đề như người ta nhắc nhở các vị. Nhưng hôm nay giáo hội đề nghị với các cơ quan địa phương đã sinh hoạt một cách trực tiếp với từng địa phương. Việc đó tôi tin chắc rằng không còn một vài lẻ tẻ xảy ra như các năm trước. Thì cái hôm nay là tôi mong rằng là các Phật tử chúng ta nhân rộng ra, nhân rộng ra về nhắc nhở với người thân chúng ta, bạn bè chúng ta, tạo một điều kiện tốt nhất để ủng hộ cho chương trình mùa Phật đản năm nay. Và nhất là xóm chùa của chúng ta, làm sao mà gán trang hoàng cái xóm chùa này cho nó lộ lên cái mùa Phật đản cho đặc biệt một chút xíu, không? Chứ đông tay dỗ nên kêu chứ tối ngày thì ở chùa mà để trang hoàng Phật đản này nó thường quá đi. Chùa thì dễ rồi, lúc nào cũng được, nhưng quan trọng nhất là sinh khí Phật đản làm sao trong ngõ hẻm nào, gia đình tư gia nào cũng nhìn thấy một lá cờ, một bóng đèn hay là một lồng đèn Phật giáo hay là một cái băng rôn nhỏ vậy thôi, chúng ta để kính mừng Phật đản hay là kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật lần thứ 2637 ví dụ chẳng hạn. Chúng ta đừng viết theo Phật lịch, tại vì Phật lịch là ngày tính theo ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn ở đây chúng ta lễ kỷ niệm Phật đản, chúng ta không lấy Phật lịch mà chúng ta lấy cái ngày sinh của Đức Phật á, là chúng ta làm cái mốc thời gian khởi điểm. Cho nên Phật lịch chỉ có 2557, nhưng mà ngày đản sinh phải là 2637. Chúng ta nên nhớ để ý những cái này, không khéo chúng ta bị mất về niên đại lịch sử thì nó rất là uổng cho Đức Phật của chúng ta. Càng cổ càng quý mà, đâu có sao không? Cho nên chúng ta cứ đưa lên cái thời gian như vậy, và thời gian này đưa được hợp lệ chứ không phải là chúng ta tự thổi một cách bậy bạ, đúng không? Thì thành ra cái mùa Phật đản thì tôi muốn rằng tất cả Phật tử của chúng ta ý thức ngày này như một cái ngày quan trọng nhất đối với người con Phật của chúng ta. Việt Nam chúng ta phần lớn ngày xưa tôi hay thấy là các vị chỉ biết cái ngày Vu Lan á, thường thường Phật tử đi chùa hỏi gầm nào gầm lớn, cái Phật tử nói là sao? Gầm tháng 7. Gầm tháng 7 rằm lớn. Thật ra ngày xưa người ta nghĩ rằm lớn là sao? Tại người ta thấy rằm tháng 7 thì ai cũng ăn chay đi chùa làm phước rồi này kia, nó rầm rộ lên như vậy, cái chúng ta nghĩ là rầm đó rầm lớn. Thật sự cái lớn đó là cái phong trào là tôi không nói, nhưng mà về ý nghĩa đối với tất cả các rầm thì cái ngày lễ Phật đản vô cùng quan trọng. Còn cái ngày Vu Lan nó thuộc về văn hóa và đạo đức của con người, vì vậy cái đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái ngày Phật đản này đối với người con Phật chúng ta là cái nguồn gốc của Phật giáo. Vì vậy những người con Phật ý thức điều này, tôi mong rằng Phật đản năm nay sẽ có những sinh khí mới và người Phật tử chúng ta mạnh mẽ hơn so với tất cả các năm để đón mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật. Vỗ tay là phải làm nha. Tôi mà đi từng nhà mà tôi mà kiểm tra mà bữa nay thấy vỗ tay tôi điểm mặt hết không? Tôi đi kiểm tra tới mà tôi không thấy lễ đài, không thấy lồng đèn này kia kia nọ đó là không được à nha. Rồi bây giờ thời gian còn lại chúng ta học tiếp Kinh Pháp Cú. Xin thưa tất cả các vị, hồi vừa rồi thầy có giảng cái đoạn này, cái chỗ mà cúng dường cả trăm năm mà ở tại rừng sâu thờ lửa chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu á, thì cái này chúng ta phải hiểu một cách rộng là tức là thờ lửa là một hành động mê tín mà thầy đã có giảng rồi. Còn bậc chân tu ở đây chúng ta phải hiểu rộng là chúng ta làm những công đức lành, chúng ta hiểu là những công đức lành mà chúng ta đóng góp làm lợi ích cho cuộc đời, nó đem đến phước báo cho chúng ta và lợi ích cho chúng sinh. Cái việc làm này nó có ý nghĩa hơn là chúng ta thờ lửa là chuyện hoang tưởng.
Cũng giống như thầy dẫn chứng cho các vị vừa rồi, những cái đạo ở Ấn Độ họ có thể là họ tôn sùng những cái thần thánh của họ, họ có thể đem tiền bạc, sữa, đồ ăn, tất cả mọi thứ họ đổ vào trong sông Hằng để cho những vị thần thánh trong sông Hằng của họ. Nhưng mà trong khi dân chúng Ấn Độ nghèo lang thang đói rách mà họ không có cho, và những người đem đi cúng và đổ trong dòng sông Hằng, từ sữa phi này đến thùng kia đó, hay là đồ ăn hay là mọi thứ đó, phần lớn họ là những người giàu có, mà họ lại tin tưởng những cái hoang đường thôi. Còn họ không có nhìn nhận một cách thực tế là những hành động đó nếu mà ban tặng cho những cái con người thực tế đói khổ như thế này, nó sẽ lợi ích như thế nào. Cho nên các vị biết rằng tại sao vẫn còn mê tín ở trong xã hội, hay là thậm chí trên thế giới này còn rất nhiều những quan niệm, những cái đầu óc chúng ta còn lệch lạc. Các vị biết tại sao? Tại con người tham vọng vẫn còn ở trong lòng. Vì tham vọng cho nên cứ khát cầu và ngưỡng cầu, mong chờ một cái bậc thần thánh nào đó để ban tặng cho mình một điều gì đó. Cho nên nhiều khi cái cuộc sống của mình có hạnh phúc, mình có cơm ăn áo mặc, mình cứ nghĩ rằng đây là sự ban ân sủng của một thần thánh nào đó. Mà các vị không bao giờ nghĩ rằng là đây là một cái hành động chúng ta đã tự tạo cho mình từ một đời đến nhiều đời bằng sự ban tặng sẻ chia. Cái điều này quan trọng vô cùng. Cho nên có những người giàu có đi dúi vào trong các sòng bài hàng trăm tỷ như vậy, họ có thể thua bài hàng trăm tỷ, bán cả nhà, cả sự nghiệp. Nhưng mà các vị đố thấy khi nào họ cầm 100 ngàn để họ cho một người nghèo? Điều này là điều khó mà thể thực hiện. Nhưng mà họ dám có thể thua bài cả trăm tỷ. Cho nên điều này chúng ta khó tưởng tượng là tại sao vậy? Cái lòng tham và khát cầu của chúng ta về cái cá nhân chúng ta quá lớn. Cho nên cái việc này chúng ta cần phải để ý. Đức Phật dạy trong đây rất rõ. Đức Phật rất rõ. Nếu chúng ta làm được việc lợi ích cho cuộc đời, cúng dường hay là làm bố thí hay là ban tặng, hay là xây dựng cho cuộc đời những cái gì đó, đóng góp cho xã hội cái gì đó, dầu một phần rất nhỏ vẫn có lợi ích hơn chúng ta đem cả xe này bạc nọ đem đi thờ cúng những cái quan tưởng như thế này. Chúng ta nên để ý những cái điều này mà lời Phật dạy một cách chính xác như vậy. Hôm nay thì chúng ta sẽ học một cách tắt tắt những cái câu còn lại để chúng ta xem như là chúng ta kết thúc cái phẩm ngàn luôn. Và để lần tới này mùa lễ Phật Đản thì chúng ta nghỉ một kỳ về học kinh Pháp Cú, chúng ta sẽ học chuyên đề những cái Phật học. Còn qua lễ Phật Đản rồi chúng ta sẽ tiếp tục học trở lại kinh Pháp Cú. Đó là những cái điều mà thầy muốn phân tích để cho các vị hiểu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học một câu 110. Câu 110, câu 111, câu 112, 13, 14, 15. Những câu còn lại này cái ý tưởng nó gần giống nhau, cũng không có gì khác xa lắm. Ở đây câu 110 Đức Phật dạy: sống trăm năm mà phá giới, không tu thiền chẳng bằng chỉ sống một ngày mà trì giới tu thiền định. Cái chuyện này dĩ nhiên rồi. Cổ nhân chúng ta có nói một câu là gì? Trung niên hành thiện, thiện du bất túc, mà nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư, là chỗ này. Cả đời chúng ta hành tất cả các công đức lành mà không biết có đủ hay không, nhưng mà chỉ cần một ngày làm ác, ác ấy tự có thừa. Điều này nói lên điều gì? Cái nghiệp chướng trần lao của chúng ta đã quá dày, đã quá nhiều trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy cho nên ở đây sống trăm năm phá giới là trăm năm không có lợi ích gì cả, trăm năm tạo nghiệp. Và không tu thiền chẳng bằng chỉ một ngày mà trì giới tu thiền định. Bởi vì một ngày trì giới, một ngày tu thiền định là có lợi ích một ngày. Còn 100 năm kia có sống đi chăng nữa thì không có lợi ích cho tự thân chúng ta. Bởi vì chúng ta càng sống lâu, càng sống dày theo cái hướng phá giới, theo cái hướng thiếu tu, là cái hướng tạo nghiệp. Và vì vậy càng dày thì nghiệp chướng càng chất chồng. Cho nên chúng ta phải thấy giá trị của đời người chúng ta là ở chỗ này. Cuộc đời chúng ta không lệ thuộc vào chúng ta sống mấy mươi tuổi. Cho nên kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy á, trong đó Ngài Ca Chiên Viên có trả lời với ngoại đạo á, không phải là người cao tuổi, người được gọi là trưởng lão, thượng tọa, hay là người được tôn trọng, là người có tuổi tác lớn đâu. Mà những con người nào biết từ bỏ gia đình, sống lìa tham dục, sống kiềm chế được cái tham sân si của mình, sống lợi ích cho cuộc đời, thì ở độ tuổi nào cũng có thể gọi là bậc trưởng thượng, trưởng lão hết á.
Còn nhiều khi chúng ta sống 5-70 tuổi trên cuộc đời, cái tuổi đời thì như lớn, nhưng mà cái cố tật thì không đổi, thì cái đó cũng không lớn tí nào. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái địa vị già cả là một trong những địa vị mà được xã hội Việt Nam chúng ta tôn trọng. Người ta xem như là cây cao bóng cả về mặt đạo đức của con người. Nhưng có những người ở địa vị già cả mà không giữ đạo đức và tư cách của người ở độ tuổi già cả thì điều này vô cùng nguy hiểm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây dựa vào cái sự đóng góp và cống hiến cho cuộc đời của con người ta như thế nào mà để xác định được giá trị sống của người đó. Cho nên Rousseau từng nói là người sống lâu không hẳn là người cao tuổi, mà người biết đem cuộc sống của mình cho có ý nghĩa. Có những nhà bác học ngày xưa 20-30 tuổi cũng qua đời, nhưng mà với từng tuổi ấy mà người ta đã để lại cho cuộc đời những cái nghiên cứu vô cùng quan trọng. Còn đôi khi chúng ta sống thọ cho hung mà phá làng phá xóm cho lắm thì cũng vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy cái điều này Đức Phật dạy để mà cho chúng ta nhắc nhở, để nhìn lại cái con người của mình. Sự thật ra với các vị, con người chúng ta đó, để muốn chiến thắng và kìm hãm lại những cái bản năng của chúng ta về tham sân si là chuyện không dễ. Nếu may mắn chúng ta nhờ học Phật, chúng ta mới biết được những cái đó là những cái tệ hại, những cái nguy hiểm, những cái độc tố trong đầu của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không phải là người học Phật, xin thưa với các vị, chúng ta sống bằng bản năng đó mà chúng ta không biết đó là một sai lầm. Đây là những điều vô cùng quan trọng. Cho nên khi chúng ta gặp đau khổ, chúng ta thất bại, hay là hoặc chúng ta như thế nào đó, thì chúng ta mới hối hận về những hành động của mình. Chứ còn nguyên tắc trên cuộc đời, khi mà chúng ta sống như một cái mũi lao vậy đó, phóng lao là phải theo lao. Chúng ta đua với cuộc đời bằng những cái đó, chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta sống khác đi, hoặc là chúng ta sống theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Chúng ta hay nghĩ là như vậy, phải dung túng cho mình cho nhiều, chúng ta mới thấy rằng mình không thiệt thòi. Nhưng mà đâu biết rằng có những cái dung túng mà để tạo nghiệp, thì cái điều này phải biết để kiềm chế, để dừng lại những bản năng đó. Cho nên may mắn trong cuộc đời chúng ta là có cơ hội học được Phật Pháp. Ai tu theo lời Phật dạy được bao nhiêu tôi không cần biết, cái đó tùy hoàn cảnh, khả năng và nhân duyên của tất cả các vị. Nhưng mà các vị có duyên đối với Phật Pháp là tốt rồi, để nhận thức đánh giá được con người mình đúng sai tội phước, với đúng với chân lý cái đã. Còn tất cả những cái đó, việc làm theo Đức Phật hôm nay làm chưa được, mai chưa làm được, 5 năm 10 năm gì đó. Còn trên nguyên tắc cuộc đời nhận thức được cái đi đó, rồi chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta hạn chế những cái phát tác, những sai lầm của chúng ta. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta phá giới và không tu thiền. Ở đây Đức Phật dạy trên nền tảng của Tam Vô Lậu Học là giới định tuệ. Nhưng mà ở đây nói phá giới và không tu thiền, nó chỉ dừng lại giới và định thôi. Giới là những cái hành động chúng ta tạo nghiệp á, trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp á. Cái này những hành động sai trái cái đó đó là thuộc về giới. Còn tu thiền ở đây là mang tính cách là làm cho tâm hồn chúng ta được định tĩnh trở lại. Cho nên cái bài mà nhìn lại chính mình, tôi đã khuyên với tất cả các vị, tôi nói nếu các vị muốn tu học theo Phật, điều quan trọng nhất các vị phải biết mình là ai. Cái này quan trọng lắm. Nếu các vị tu mà các vị không biết mình là ai, các vị tu suốt đời không có tiến bộ. Cho nên ở đây nhận thức được chính mình là để biết được con người của mình, về tham, về sân, về si, về ích kỷ, về đố kỵ, về hờn ghen, tất cả mọi thứ, coi cái nào lớn. Và nhờ nhìn lại chính mình, biết được chính mình, cho nên mình biết mình sai lầm chỗ nào. Ví dụ bác sĩ muốn chữa bệnh một người bệnh, thì bác sĩ phải biết người đó bệnh gì mới trị được. Cũng vậy, chúng ta muốn điều phục tâm mình, muốn tu cho tâm mình, thì điều quan trọng nhất mình phải biết tâm mình như thế nào. Những cái cố tật, những cái tật xấu, những cái tạo nghiệp mình là cái gì. Đây là điều quan trọng. Cho nên nhận thức được tâm mình rồi tu tập, mà thiền định chánh niệm này là một trong những điều vô cùng quan trọng. Thật sự với các vị, trong cả đời của chúng ta muốn có chánh niệm là chuyện không dễ. Đầu chúng ta nghĩ cái gì cũng được. Tôi nói thật các vị ngồi nghe Pháp đây, chứ chắc gì các vị mà tập trung hết ở lời tôi nói. Mỗi một người đang nghĩ một thế giới riêng của chúng ta là cái gì đó.
Cái này là cái thói quen chứ không phải sai đúng gì trong này cả. Mà tôi muốn nói rằng các vị, lúc nào con người chúng ta cũng thân một nơi mà tâm một nẻo hết á. Có phải vậy không? Có phải các vị chắc là ngồi đây là thân ở đây, tâm ở đây hết không? Cho nên thật sự cái đó thói quen của chúng ta. Cho nên kinh Pháp Cú này hình như các những cái phẩm đầu mình học á, trong đó Đức Phật có dạy là tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng, như ẩn náu hang sâu. Người không biết điều phục tâm mình thì không thoát khỏi dòng ma trói buộc là chỗ này. Có những lúc chúng ta bình thường như vậy mà tâm chúng ta suy nghĩ vớ vẩn để trở nên loạn tâm đi, hoặc là trở nên những cái hoang mang và lo lắng. Cho nên chúng ta làm tự làm mình mất năng lượng trong tâm hồn của mình. Cho nên tôi nói với tất cả các vị, một ngày chúng ta quay cuồng với suy tư, với hành động, với đi làm việc bên ngoài, nhưng nên nhớ trong mỗi ngày ít nhất phải có 5 phút để có chánh niệm với tự thân. Đó là những thời điểm củng cố năng lượng với chính con người của mình, tức là làm hệ thống lại cái đầu óc của mình cho nó có trật tự một chút. Chứ để cái đầu óc loạn quay cuồng như thế, tư duy lệch lạc như thế thì không thể nào mà chúng ta có những suy nghĩ sáng suốt được hết đó. Cho nên các vị biết tại sao người đánh bài càng thua càng quán và càng thua dữ? Cái chỗ này tâm đâu còn sáng suốt nữa. Khi mà đánh bài ngồi cho cố rồi thua cho hung, rồi cái đầu óc hoảng loạn, rồi lo lắng, rồi tham vọng muốn ăn á, tất cả những ý niệm đó nó làm cho nó tán tâm hết, đâu có còn tỉnh táo và sáng suốt. Cho nên xử lý những cây bài rất là bừa bãi càng thua lại càng hăng máu chừng nào, chúng ta dễ ăn người đó chừng đấy. Mấy người đó càng thua là thua dữ cho nên ta nói bài xui, không phải xui. Cái đầu chúng ta loạn rồi chứ không phải là do bài xui. Quán lên rồi lúc đó chúng ta đâu có còn sáng suốt. Nói thật với các vị là như vậy. Các vị thử, các vị làm bất cứ việc gì, các vị học cũng vậy. Các vị quýnh quán, ví dụ ngày mai mà thi, mà hôm nay bài chưa thuộc, mà các vị còn quá ít thời gian, các vị quýnh quán để học, đố các vị học thuộc. Bình thường 10 câu đó đó, hay là 10 hàng chữ đó đó, chúng ta học trong vòng 5 phút chúng ta thuộc, đúng không? Bây giờ trong cái thời điểm mà chúng ta vội vã như vậy đó, cũng 10 câu đó học 1 tiếng đồng hồ không thuộc. Tôi bị rồi tôi biết mà. Do quýnh quán đi thi rồi cứ mình cứ sợ. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó lại học hoài không thuộc. Là tại vì tâm chúng ta không có định tĩnh nữa, không có chánh niệm, nó bị loạn rồi. Mà tâm bị loạn rồi không có kiểm soát thì làm sao mà chúng ta có thể tiếp nhận một bài tốt được. Cho nên khi mà tôi dặn với tất cả các vị, khi đầu óc chúng ta suy nghĩ không sáng suốt, hoặc là chúng ta tư duy một vấn đề không ra, hoặc là chúng ta bị stress, hay là bị khi mà chúng ta học bài không vô, đừng vội vàng cố học hay là cố làm hay là cố suy nghĩ nữa. Bỏ hết tất cả các việc. Một là ngồi thiền, hai là đếm hơi thở, ba là có thể ngồi tụng kinh trì chú, bốn là có thể đi thư giãn, hít thở và đi xung quanh để chúng ta là giải phóng tâm lý. Rồi trong 15 phút, 20 phút, nửa tiếng, thậm chí 1 giờ, hoặc là chúng ta có thể ngủ trong vòng 15 phút một chút xíu. Sau cái giấc ngủ, sau những thời điểm chúng ta thực tập những điều đó, chúng ta quay trở lại, chúng ta sẽ thấy sáng suốt hơn gấp bao nhiêu lần so với trước kia. Cho nên có những cái các vị gán mà làm lại không đem được kết quả cho chúng ta là từ chỗ đó. Cái đầu chúng ta nó làm việc rất là khoa học. Cho nên phần lớn những tu sĩ khi người ta tu tập á, cái đầu á, lại nhạy bén và thông minh. Thử thật ra đó, để gọi là chỉ số thông minh cũng chưa chắc gì ai là thông minh hơn ai. Nhưng mà nếu một tu sĩ có thực tập theo lời Phật dạy đó, cái năng lượng tâm linh người ta rất là lớn. Người ta trữ lượng cái năng lượng tâm linh nhờ người ta không tán tâm trong tất cả các hành động. Và vì vậy nó giúp cho người ta có sự tập trung cao. Điều này vô cùng quan trọng. Và vì vậy cho nên người ta sáng suốt và tư duy mọi vấn đề rất là tốt. Cho nên chính chỗ đó mà cái việc của các vị ở ngoài đời, các vị hiểu hết tất cả các việc như thế. Vậy mà đụng chuyện các vị giải quyết không ra, các vị chạy vô chùa, các vị gặp tôi nhờ thầy chia sẻ. Tôi thì không có sống trong gia đình của các vị. Nhưng mà tại sao? Cái tại vì một người tu sĩ là người đứng ngoài cuộc, không bận tâm nhiều với tất cả những điều đó. Cho nên cái tư duy lúc nào
nó cũng có cái rộng mở và sáng suốt hơn là người trong cuộc bị quẩn trí đi. Các vị thấy chỗ này. Vì vậy tu tập là cái khoa học nhất để giúp cho đầu óc các vị ổn định, thanh nhàn, thư giãn. Và đó là cái sáng suốt để chúng ta làm việc và tư duy đúng đắn. Cho nên những giờ phút tụng kinh, những giờ phút ngồi thiền hay là những giờ phút tu tập tại nhà, các vị nên có dành thời giờ cho mình. Đó là cách thức ban tặng cho chúng ta một cách tốt nhất chứ không còn cách nào khác. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên tu tập là một cái cách để dưỡng não tuyệt vời. Một giờ tụng kinh, một giờ trì chú, một giờ hành thiền, một giờ sám hối mà chúng ta thực hiện bằng chánh niệm, không có tán tâm, không có loạn động, cái đó nó đem lại cái hiệu quả cho chúng ta về mặt năng lượng vô cùng quan trọng. Tôi chưa nói về mặt tâm linh là cái phước báo gì, tôi chưa có nói gì tới cái đó, mà cái này thực tế như vậy. Còn những cái suy tư của chúng ta, chúng ta phân tán quá nhiều, chúng ta lại làm giảm năng lượng của chúng ta. Cho nên cổ nhân có nói một câu là đa thị thì tổn thần, mà đa ngôn tổn khí, là chỗ này tôi bị cái thứ hai. Đa thị tổn thần là có nghĩa là các vị thấy những người nào coi phim nè, coi phim nhiều, chơi game nhiều, các vị nhìn những đôi mắt người đó đi, những đôi mắt vô hồn. Đa thị tổn thần mà, nhìn ghét, nhìn ngó riết, cái đầu óc nó phóng đi cái đối tượng riết, con người đó vô hồn, mất năng lượng, mất tập trung. Cho nên các vị thấy những người chơi game mê say chơi game hoặc là mê coi phim á, bước ra khỏi phòng phim, rời khỏi máy vi tính, nhìn người nó đờ hết trơn trọi. Đố mà các vị hỏi nó nhớ một cái gì á, lúc đó nó đờ như ma nhập vậy đó, đờ. Cho nên điều này quan trọng vô cùng. Đa ngôn tổn khí là nói nhiều, giống như tôi vậy này là tổn khí á. Nhưng mà cái này bất đắc dĩ phải làm, cái này thuộc về nghề nghiệp. Chứ sự thật ra các vị nhớ những cái vị tu tiên nha, những vị tu tiên là người ta không có nói chuyện nha các vị, người ta trưởng dưỡng cái khí của người ta. Bởi vì á, các vị biết rằng cái người mà nói chuyện nhiều như vậy sau này ảnh hưởng nhiều nhất là thận. Người sử dụng ngôn ngữ nhiều là người đó sẽ bị thận suy về tương lai. Bởi vì thận là nơi chứa tích lũy khí lớn nhất trong con người chúng ta, năng lượng. Vì vậy khi mà chúng ta, những người suy thận không bao giờ có một cái khí lực mạnh mẽ về ngôn từ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những người xài ngôn ngữ nhiều, người đó nguyên tắc sẽ bị tổn về khí lực. Và khí lực này nó sẽ làm suy thận. Cho nên phần lớn những vị thầy giảng sư lâu năm hay bị tiểu đường là chỗ này. Vì thận suy cho nên là sau này cái ảnh hưởng về tiểu đường là rất là cao về mặt nguyên tắc của y học. Cho nên những vị thầy mà đi làm cái nghề, nhất là nghề mà giảng sư như tôi như thế này, thì mỗi tối cần phải hít thở rất là nhiều, ngồi để im lặng để tập thở cho mình. Chứ còn bằng ngày á, là nói như thế này rồi, bằng đêm không tích lũy lại năng lượng là cái khí lực của mình nó tiêu hao quá nhiều, con người mình sẽ chết yểu hoặc là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều bệnh tật khác. Con người chúng ta trong mọi thứ nó có một cái sự liên quan chằng chịt, chứ không phải là bình thường đâu. Rồi khi khí lực tổn giảm, tinh thần nó cũng phải bị tổn giảm theo. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái người á, mà chúng ta ít nói, cho nên khi mà chúng ta không cần thiết để nói thì chúng ta đừng nói, để chúng ta dưỡng khí lực chúng ta. Và hít thở là một trong những cái để chúng ta điều tức, để làm cho khí lực chúng ta sung mãn và ổn định trở lại. Cho nên các vị thấy rằng ngồi mà chúng ta nên nhớ để ý vào hơi thở của mình một chút. Thấy vậy đó, chứ các vị mà không để ý hơi thở của các vị thở có tới đây à, thay vì cái cuốn phổi các vị dài bao nhiêu đây, nhưng mà phần lớn chúng ta không để ý, chúng ta thở có một khúc mà. Chính cái thở một khúc như thế này, cái phổi ở dưới chúng ta dư thừa không làm việc, sau này cái phổi phía dưới nó teo. Mà khi nó teo rồi, các vị sau này các vị hít sâu một chút, các vị sẽ bị sặc ra, tại vì nó không có hoạt động tới mà. Cho nên vì vậy trong những cái cuộc sống làm việc của chúng ta thường ngày như vậy, hay để ý hơi thở của chúng ta một chút, để chúng ta tích lũy lại năng lượng của chính mình. Cho nên các vị thấy rằng những người tu, mà nhất là tu thiền định, tu theo Phật giáo,
ăn là ăn chay, thậm chí ăn ít nữa chứ. Nhưng mà tại sao những người đó tương đối khỏe, còn ở ngoài đời chúng ta ăn nào là gà, vịt, tôm, cua, sò, hến gì đó, đủ thứ loại, rượu hảo hạng, thượng hạng gì đó, đầy đủ các chất bổ dưỡng, sâm cao ly, sâm gì đó, ăn cho hung nhưng mà thấy cũng, nó cũng không có gì phát triển, cũng teo nhách thôi. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng không hẳn là ăn nhiều là tốt, mà quan trọng nhất là chúng ta biết điều tiết cơ thể để sử dụng tích lũy những năng lượng của con người là điều quan trọng. Cho nên ở đây nhiều khi chúng ta chỉ cần hít thở một cách có điều độ, ăn có điều độ, chúng ta làm cơ thể chúng ta nhẹ nhàng và tinh thần chúng ta thoải mái, đây là chuyện đương nhiên. Cho nên ở đây khi lời Phật dạy cho chúng ta những cái gì mà thuộc về dạng mà tu tập á, là nó lợi ích thiết thực nhất cho bản thân chúng ta cái đã. Còn phước báo đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà chúng ta phải sống thực cái đã. Cho nên ở đây Đức Phật dạy sống 100 năm mà phá giới không tu thiền chẳng bằng chỉ sống 1 ngày mà trì giới tu thiền định. Có tu tập tâm, có trì giới, có tu tập thân, có thiền định, có tu tập tâm, đây là những điều quan trọng. Vừa biết tu tập thân mà vừa biết tu tập tâm nữa, rất là tốt. Còn chúng ta chưa tu tập tâm được thì ít nhất chúng ta cũng phải tu tập về thân, tức là hạn chế bớt những hành động sai lầm. Cái đó gọi là tu tập về thân. Rồi chúng ta khéo hơn nữa là chúng ta biết kiềm chế lại những tư duy sai lầm, cái đó bắt đầu là gọi là tu tập về tâm. Cho nên chính cái chỗ này mà 100 năm không có tu tập thì không bằng 1 ngày biết tu tập là chỗ này. Đó là cái câu mà Đức Phật muốn nhắn nhủ đến với chúng ta. Câu 111: sống 100 năm mà thiếu trí tuệ, không tu thiền chẳng bằng chỉ sống 1 ngày mà đủ trí tuệ và tu thiền. Cái trí tuệ mà nếu mà để gọi là cái từ gốc của nó đó, cái trí tuệ không hẳn là cái sự hiểu biết của chúng ta. Hiểu biết của chúng ta nó thuộc về trí gì? Trí gì? Trí thức. Tức là cái thông minh, cái tri thức, cái hiểu biết của chúng ta thông thường. Còn nếu mà trí tuệ sống đúng theo lời Phật dạy, cái chữ trí tuệ của Đức Phật là con người phải thấu đạt về lẽ thật, phải giác ngộ về chân lý, phải nhìn được nguyên lý của tất cả mọi sự vật trong cuộc đời, cái đó mới gọi là trí tuệ. Có nghĩa là người này phải lìa xa được chấp thủ tham ái, có một quán chiếu tư duy như thế nào mà không còn dính mắc với tất cả mọi thứ trần lao của cuộc đời, cái đó mới là trí tuệ. Còn cái hậu hiểu biết tam tạng kinh điển, hiểu biết cho nhiều, tất cả những cái đó thuộc về tri thức của chúng ta. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể lạm dùng, dùng cho trí tuệ, có nghĩa là cái hiểu biết và nhận thức về lời Phật dạy, thì chúng ta nhìn nói chung ở một cấp độ thấp thì như vậy cũng được. Chứ đúng cái từ gốc của nó phải là như vậy. Cái trí tuệ không phải là hiểu thông thường. Cái hiểu thông thường mà tất cả những tham sân si còn nguyên dạng, cái đó không đúng. Người có trí tuệ là người không có bị tham sân chi chi phối, cho dù người đó dốt như là bàn đặt như chẳng hạn. Cho nên ở đây chúng ta phải ý thức được rằng là người có trí tuệ là người không còn bị chi phối bởi dục tham sân si gì cả, cái đó mới gọi là trí tuệ. Cho nên ở đây sống 100 năm mà thiếu trí tuệ, không tu thiền chẳng bằng sống 1 ngày mà đủ trí tuệ tu thiền. Cái câu này nó cũng giống y chang như lời của Khổng Tử dạy là triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, sớm giác ngộ được đạo lý, chiều có chết cũng vui. Khi các vị giác ngộ rồi á, đời chúng ta không có sợ chết nhiều. Khi chúng ta sợ chết có nghĩa là chúng ta vì tham sống, ham nhu cầu trong cuộc đời, cho nên chúng ta rất là sợ chết. Nhưng mà người á, khi có giác ngộ được rồi á, cái ý niệm về sợ chết họ không còn, mà họ chỉ sợ ngay cái điều là họ mong rằng trong cuộc đời họ sẽ làm được lợi ích lớn, còn được thời gian bao lâu, đây là điều quan trọng. Các vị nào có vận dụng cái lời Phật dạy tu tập, các vị hiểu rất rõ điều này. Những người nào chưa học Phật, những người đó hay sợ chết một cách quan tưởng lắm. Nhưng mà không phải do chúng ta sợ chết là chúng ta không chết, hay là do chúng ta sợ hay không sợ, chết là theo quy luật của nó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng khi học đạo, chúng ta nhận thức được tử sinh, thành ra cái chuyện chết của chúng ta nó thường hơn một chút. Tôi nói tôi chưa có giác ngộ cái gì nè, nhưng mà giờ bản thân tôi nói thật với các vị, tôi không có sợ chết, mà tôi chỉ sợ cái cách chết thôi.
tôi sợ cái đó thôi. Tức là đang e dè cái chuyện đó. Còn nếu mà trong đời mình cái nghiệp tới thì chết, nó cứ chết. Nhưng mà tôi chứng kiến những người ra đi, tức là cái nghiệp chết, thấy nó đau khổ quá. Tức là thấy nó quằn quại, nó dằn vặt, nó hành hạ về hơi thở, về sức khỏe, về sự đau đớn á. Tất cả những cái đó tôi nghĩ nếu mình rơi vào trường hợp như vậy, cái lực của mình có đủ sức để chịu đựng, để giữ được chánh niệm trong cái đó hay không, cái này là tôi nghi ngờ và dè dặt. Chứ còn bây giờ nếu mà nghiệp tới cái chết thì thật sự khi mình học Phật, mình thấy cái điều này là quy luật, tử sinh là quy luật của con người. Cho dù mình không tái sinh được cái nơi đất Phật thì mình cũng tái sanh ở một môi trường lành nào đó. Tức là thân phận chúng ta nguyên tắc phải tái sanh, đây là chuyện đương nhiên. Cho nên không có cái gì để gọi là chúng ta phải sợ. Còn khi chúng ta chưa học Phật, chúng ta nghĩ không biết chết mình thành cái gì, hay là hoặc chết là hết, là chúng ta mơ màng về những điều đó, chúng ta lo âu trong lòng. Nhưng mà khi chúng ta giác ngộ lời Phật dạy rồi, cái này chúng ta không còn lo nhiều nữa. Và nếu chúng ta tu tập càng tốt thì cái này nó lần lần nó chấm dứt trong lòng chúng ta. Nhưng mà chỉ ngại một điều là cái cách chết. Cho nên có nhiều khi tu học, nhiều khi sám hối. Sám hối làm sao mà cho con chết được nhẹ nhàng, thanh thản. Chứ đừng có để chết mà hành hạ thân xác hay là mọi sự đau đớn như vậy. Nếu sự đau đớn nhất thời thì còn dễ, chứ nếu nó kéo dài sự đau đớn này, cái chánh niệm của chúng ta khó mà giữ được bền lắm. Chứ không phải là bình thường. Chúng ta có cái mức chịu đựng, mỗi một người tùy cái góc độ tu tập của các vị. Các vị có cái sức chịu đựng về đau khổ, về hành hạ, về đớn đau á, ở một mức độ của các vị. Tùy sự dụng công của các vị mà các vị chịu đựng ở mức độ nào đó thôi. Nó vượt qua mức độ và thời gian kiềm chế đó, chúng ta sẽ bị chi phối cũng như một người phàm tình. Cho những người tu tập thiền định mà gọi là thiền định vững chắc á, thì khả năng khống chế về những điều đau khổ này rất là tốt. Giống như Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu. Sự thật là trái sự thật đó, nhưng mà Ngài không bao giờ dãy dụa hay là không bao giờ biểu hiện cái gì cả về vấn đề đau đớn cả. Cái người có thiền định cao là người này làm chủ được tâm ý và họ có khả năng kiềm chế mọi cảm xúc. Tức là có khả năng giống như ngắt đi cái thần kinh cảm giác vậy đó. Do cái mức độ sâu của thiền định, nó kiềm chế được mức độ như vậy. Ta là chỉ đụng vô cái đèn, đụng vô lửa là thảy cái gì vô dầu mỡ nó phỏng cái rồi, hít hà lia lịa phủi phủi lum la. Đừng nói mà đốt kiểu đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy một thân xác đốt cháy như thế này, cả thế giới phải kinh ngạc với hành động đó mà. Một con người ngồi điềm nhiên như thế trong cái ngọn lửa ngùn ngục là cái điều này khó ai tưởng tượng nổi lắm. Cho nên chỉ có khi tu tập thiền định cao mới có thể thực hiện được những điều này. Đây là điều quan trọng. Cho nên đợt Phật đản lần này là giáo hội đang làm cái tờ trình và xin với chính phủ để mà cho triển lãm cái trái tim xá lợi của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Về phía thống đốc Ngân hàng Việt Nam thì ông ta chấp nhận, nhưng mà ông ta đề nghị là phải xin qua ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Và vì vậy giáo hội đang có xin qua ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, vì cái đó được bảo quản một cách tuyệt mật trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy rằng là có những cái điều, nếu cái trái tim xá lợi được đưa ra để mà giáo hội chúng ta mượn trong vòng một tuần nhân kỷ niệm 50 năm đó, là ngày pháp nạn và kỷ niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu, thì nếu chúng ta được triển lãm xá lợi đó, cái cơ hội trong cuộc đời hiếm có, chúng ta nên tranh thủ để mà chúng ta đi để mà chiêm bái. Cái đó nên chiêm bái đó. Còn ba cái hộp xanh xanh đỏ đỏ mà đầy đường á, người nào cũng lợi có đó. Ba cái đó là có ba cái hộp mũ á, hay là ba cái cục xoải nào dưới biển á, tôi xúc mấy gỗ còn có đó, chứ đừng nói mấy hộp đó. Có nhiều người về đây á, xin tôi nó là để tôi làm lễ rước cung nghinh xá lợi này kia nè, con được cái viên xá lợi này ai đó tặng. Tôi nói thật sự đúng nghĩa xá lợi á, tôi lết từng lết mà tôi đi tôi đội về chùa tôi cũng làm nữa. Còn cho nên đó, tôi nói thật, tôi rất là nghi ngờ mấy cái hộp mà mấy cái hột sỏi, mấy cái cục xanh xanh đỏ đỏ đó. Đối với tôi rất là nghi ngờ về chuyện này. Sự thật ra nó có cái gì đó, nó không có thực tế, một sự mạo nhận. Thậm chí có nhiều người lợi dụng để lừa đảo. Tôi không thích làm những cái việc như vậy. Cho nên tôi thấy ở đâu cũng nghe nói xá lợi, nhưng mà chùa tôi là không có viên xá lợi nào hết trơn á.
không có xá lợi, tôi nói thật lòng như thế. Tại vì á, xá lợi thật á, cho dù một hạt cát tôi vẫn đội về chùa mình. Thậm chí mình có thể làm tháp để mình thờ, quan trọng lắm á. Còn mấy cái hột xoải dưới đá dưới biển nó đừng mang mắc công mà tôi đi làm bò lết về tôi xin về, không có chuyện đó đâu. Cho nên cái trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức á, là cái này, nếu sự thật chúng ta được phép để triển lãm thì chúng ta nên một lần để đi chiêm bái. Đó là tim xá lợi, một sự thật lịch sử. Cái đó không có lý giải gì hết, khỏi cần lý giải gì hết. Thì hy vọng rằng đợt này nếu mà có cơ hội chấp nhận thì hổm rày trong cái vấn đề các cuộc họp cũng được trình qua vấn đề này. Tôi ngồi tôi nghe lỏm vậy thôi, tôi kể cho các vị nghe lại vậy thôi. Thì nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ được có một thể là triển lãm ở chùa Xá Lợi, cũng có thể là Ấn Quang, cũng có thể là văn phòng 2, cũng có thể là Vĩnh Nghiêm. Đó là những đề nghị thôi, còn thực tế thì chưa biết như thế nào. Nhưng mà cái điều này nó cũng phức tạp lắm. Mong rằng những điều này đã được sự ủng hộ nhiệt tình từ các ban ngành, rồi chúng ta có cơ hội một lần được đảnh lễ chiêm bái cái quả tim Xá Lợi thì tuyệt vời vô cùng. Cái đó là chúng ta hạnh phúc vô biên đó. Chúng ta tiếp theo là câu 112. Sống trăm năm mà giải đãi không tinh tấn chẳng bằng chỉ sống một ngày mà hăng hái tinh cần. Thì cái này nó cũng giống như thế đó. Tất cả những cái câu này cái nghĩa nó giống nhau. Câu 113: sống trăm năm mà không thấy pháp vô thường sanh diệt thì chẳng bằng chỉ sống một ngày mà được thấy pháp sinh diệt vô thường. Tôi đọc cái câu này tôi lại nhớ cái giai thoại ngày xưa. Các vị biết rằng tại sao có cái cuộc kết tập kinh điển lần đầu tiên một cách vội vã như vậy? Cái điều này chúng ta biết rằng căn cứ vào lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy rằng Đức Phật nhập Niết Bàn tới gần 400 năm sau mới có văn tự. Cái điều này nó đang trong cái dòng mà suy nghĩ và nghi ngờ của tôi. Bởi vì sự thật rằng nhìn các cái văn tự của Bà La Môn về Kinh Phệ Đà, những cái bản gỗ, thì cách Phật ra đời 1.500 năm người ta đã có những văn bản như thế. Nhưng tại sao thời kỳ Đức Phật lại là chúng ta không có chữ để ghi chép lời Phật dạy? Thì cái này tôi không hiểu cái quá trình lịch sử như thế nào. Về văn tự Trung Quốc có cái văn tự trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 1.300 năm, và Ấn Độ có văn tự trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 1.500 năm. Nhưng mà thời kỳ của Đức Phật chúng ta trước Tây lịch chỉ có khoảng 600 năm. Như vậy tại sao thời kỳ đó lại là không có chữ? Và tôi không hiểu rằng qua quá trình phát triển và kết tập kinh điển thế nào. Tôi đang thưa hỏi lại rất là nhiều bậc thầy nghiên cứu về sử học. Bởi vì khi ở Việt Nam ngày xưa tôi học là như vậy, nhưng mà khi qua Ấn Độ chúng ta học về cái văn học cổ của Ấn Độ thì chúng ta lại thấy rằng người ta trưng dẫn những cái bản về cái tiếng cổ ngữ Ấn Độ, nó là những cái văn bản về kinh điển Phệ Đà. Thì cái này nó tôi không hiểu là tại sao tôi ngờ vực hoài cái chuyện này như vậy. Thì chúng ta bên biết rằng nếu căn cứ vào lịch sử thì chúng ta biết rằng Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 400 năm sau, tất cả những lời dạy của Đức Phật mới bắt đầu được ghi chép lại để tập hợp lại thành Tam Tạng Kinh Điển. Thì trong khi mà Đức Phật vừa nhập Niết Bàn xong á, thì ngài A Nan có cái thời điểm mà đi ở trong một cái nơi nào đó, cái thấy một cái chú tiểu. Thì chú tiểu nhẩm nhẩm, cái trong chuyện ghi lại là vậy, chú tiểu nhẩm nhẩm đọc câu là sống 100 năm mà không thấy con hạt già không bằng sống một ngày mà thấy được con hạt già. Ngài A Nan nghe cái chú tiểu này đọc nhẩm nhẩm như thế, ngài mới đến gần ngài hỏi là: "Này chú đọc cái gì vậy?" Nó là: "Tôi đang đọc kinh." Thì những cái này chú Ngã Nam mới hỏi tiếp là: "Đọc kinh gì?" Nói là: "Kinh Phật." Nó: "Ai dạy?" Nó là: "Thầy tôi dạy là sống 100 năm mà không thấy con hạt già không bằng sống một ngày mà thấy được con hạt già." Lúc đó sau cái lời đối đáp đó, Ngã A Nan buồn rơi lệ. Đức Phật nhập Niết Bàn mới đây chưa bao lâu mà cái lời dạy của Đức Phật nó đã dị bản đến độ mà sai hết nghĩa lý như thế. Thì nếu mà không tập hợp để kết tập kinh điển thì mai này với thời gian dài hơn nữa thì kinh điển của Đức Phật còn đâu nữa là những cái lời mà giải thoát hay là lời chân lý như thế.
Cho nên chính cái động cơ này đã làm một cái động lực để mà thúc đẩy cho cuộc kết tập kinh điển lần đầu tiên phải sớm được hoàn thành. Nói chung là chúng ta khi tìm hiểu lại lịch sử Tam Tạng kinh điển, chúng ta thấy nhiều lý do. Và chúng ta có thể nghe lại bài giảng của thầy giảng về ý nghĩa là Tam Tạng kinh điển Phật giáo, nghe lại bài này. Bởi vì qua quá trình quá dài, văn truyền khẩu đã kéo dài gần 400 năm như vậy, thì chúng ta không hiểu rằng cái tính chất dị bản trong kinh điển rất là nhiều. Cho nên đó, trên mạng vừa rồi có một người hỏi tôi một cái đoạn kinh về kinh Bát Dương. Thì họ hỏi tôi về kinh Bát Dương này, thì những cái câu mà họ không hiểu vân vân, cái câu đó nó có mâu thuẫn với kinh Phật sao sao đó, thì tôi có trả lời ở trên đó. Tôi nói kinh Bát Dương là kinh ngụy tạo, kinh treo đầu heo bán thịt chó, kinh đó không phải là kinh Phật. Mượn một vài ý tứ của kinh Phật để lồng ghép rất nhiều ý tưởng mê tín tà bại, dị đoan và những cái quan niệm nó không đúng với Phật Pháp. Cho nên cái tựa kinh mà để gọi là Thiên Địa Bát Dương, và hồi lúc trước tôi thấy một số người lấy ra hành trì để xem như là để mà vì sự cá khung nào ở trong đó chúng ta đã hành trì. Nhưng chúng ta đừng quá quan trọng về điều đó. Chúng ta đọc những kinh mà lệch đi với tư tưởng Đạo Phật như vậy mà chúng ta không hủy bỏ mà tiếp tay với sự truyền bá này, không khéo về tương lai chúng ta không còn lý do nào để thẩm định đâu là kinh văn của Phật nói nữa cả. Cho nên là kinh Phật Địa Mẫu nè, kinh Thiên Địa Bát Dương nè, những kinh này là kinh ngụy tạo. Cho dù có để hình ảnh Phật, có dù nói kinh Phật, cho dù có để trong đó Phật thuyết, nhưng tất cả cái này là ngụy tạo, một cái đầu óc nào đó để chêm vào, để làm nó lệch lạc đi tư tưởng của Phật giáo. Cho nên khi chúng ta đọc kinh, chúng ta phải có một cái ý tưởng thẩm định về tính chất của kinh đàng hoàng. Chứ không khéo chúng ta thấy dáng ông Phật, hình ảnh ông Phật, cái chúng ta cứ nghĩ đó là kinh Phật. Đôi khi chúng ta bị lừa, bị lừa. Vì vậy cho nên là những cái gì mà tôi nói với các vị là các vị nên nhớ những cái tập truyện ngày xưa Cô Ba Cháu Gà, những cái tập truyện ngày xưa Hồi Dương Nhân Quả, những cái này nó có một phần giáo dục về đạo đức của con người, tôi không phủ nhận. Nhưng mà để gọi là cái đó như một cái văn bản gốc của Phật giáo thì cái này không phải. Cái đó chỉ là Phật giáo hòa vào trong tín ngưỡng dân gian, phải thấy rất rõ là như vậy. Những cái đó nó hấp dẫn về mặt giới trẻ đó, ly kỳ, nhưng mà nó không đúng với tinh thần của Phật dạy. Trong đó nó cũng phản ánh một đôi điều về nhân quả, tính thiện ác trong Phật dạy, nhưng mà không phải là tất cả. Cho nên các vị phải nhớ về những cái này. Chúng ta học Phật phải thẩm định tính chất kinh điển, đâu là cái lời dạy chân chính của Đức Phật, phải dựa vào cái gì. Thì phần lớn các vị Phật tử cần phải nghe lại bài giảng Tam Tạng kinh điển Phật giáo, để các vị sau này có một cơ sở để chúng ta xác định đâu là kinh Phật, đâu là kinh ngụy tạo, để chúng ta đừng bị lừa. Nà, các vị phải để ý điều này. Cho nên ở đây Đức Phật dạy sống 100 năm mà không thấy được pháp vô thường sanh diệt, chẳng bằng chỉ một ngày mà được thấy pháp vô thường sanh diệt. Bởi sao vậy? Các vị thấy được pháp vô thường sanh diệt là các vị thấy được chân lý. Cho nên giống như kinh A Hàm Đức Phật dạy, ai thấy được lý duyên khởi là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy được Như Lai. Câu này quan trọng vô cùng. Thấy được lý duyên khởi là thấy được tính vô thường giả hợp sinh diệt của các pháp như thế này. Cho nên chúng ta thấy được cái này là chúng ta thấy được chân lý, là giác ngộ, là thành Phật rồi. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Nhưng mà trong một ngày tu nhất kiếp ngộ nhất thời mà, chỉ cần trong một ngày giác ngộ được điều này, giác ngộ được một tiếng đồng hồ sau chết cũng giải thoát, cũng an lành, cũng tự tại với sanh tử, cũng ngon lành, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy rất là rõ ở đây. Vô thường sanh diệt đây là chân lý, là quy luật. Mà chúng ta giác ngộ được quy luật, chúng ta sống với cái đó, chúng ta chứng ngộ được điều đó, thì có gì là hơn. Cho nên chúng ta phải thấy từng bước như vậy. Chúng ta sống giữa cuộc đời sanh già bệnh chết vô thường như thế, nhưng mà thật sự cái khả năng ý thức của chúng ta để nhận ra được điều đó nó chưa có đâu. Thấy là để thấy thôi, chứ chúng ta không có nhận ra được cái gì cả. Quan trọng nhận phải bằng sự giác ngộ, bằng tệ giác, bằng Phật chất á, mới là điều quan trọng của chúng ta.
Câu 114: sống trăm năm mà không thấy đạo, tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà thấy đạo, vô vi tịch tịnh. Vô vi tịch tịnh đây là niết bàn, chẳng có gì cả. Người thấy được niết bàn là người giác ngộ rồi. Cái câu này và câu ý trên nó cũng ná ná với nhau như vậy. Tức là người giác ngộ được chân lý. Và ở đây là cái câu người này đạt được niết bàn tịch tịnh. Người này đã đạt tới mục đích, cái thành quả, cái rốt ráo của con đường tu tập à. Thì đây là đâu có cái gì hơn được cái này. Cái này là vui nhất rồi. Rồi câu 115: sống trăm năm mà không thấy pháp tối thượng, chẳng bằng chỉ sống một ngày mà thấy pháp tối thượng. Thì câu này nó cũng lặp lại y chang như những cái ba ý của câu trên à. Thì hôm nay chúng ta học lược cái này, tại vì tôi thấy nguyên một loạt câu này cái nghĩa nó đồng với nhau, cho nên chúng ta cũng không cần phân tích nhiều hơn nữa. Thời giờ này chúng ta đã hết giờ, chúng ta kết thúc tại đây và mời các vị hồi hướng để sám hối. A Di Đà Phật. Và tôi thông báo với các vị luôn là lễ Phật đản lần này buổi sáng do chúng ta làm lễ tắm Phật, cho nên chúng ta dành thời gian 2 giờ chiều ngày rằm tháng 4 âm lịch là cái thời điểm quy y. Cho nên những vị nào đăng ký cho bản thân chúng ta hay là người thân, chúng ta đăng ký và chúng ta biết cái thời gian để chúng ta đến quy y 2 giờ chiều ngày rằm tháng 4. Bởi vì buổi sáng chúng ta đã dành thời gian cho lễ tắm Phật rồi. A Di Đà Phật. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức